Hi và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nay mình nói về một cái tựa game mới ra mà nó cũng gọi khá là game cày quốc các kiểu á. Trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn nói là kênh mình sắp tới sẽ làm thêm về game này, tại game này đúng gu của mình, cho nên mong anh em ủng hộ. Ok anh em ha. Trước khi vào game thì anh em sẽ được chọn cho mình 4 class nhân vật là chiến binh, sát thủ, healer và pháp sư. Thông thường ở trong game MOBA hay mấy game khác thì nó có thêm quả AD với quả tank nữa, nhưng mà ở trong game này thì tank với AD nó sẽ là vũ khí có thể thay đổi là khiêng với cung á. Xếp hàng thì mình không dám chắc cái nào hơn cái nào về class đâu, nên anh em xem để quyết định chọn phong cách phù hợp với mình. Mình sẽ đánh giá theo hai tiêu chí là sinh tồn và PvP. Cái PvP thì mình thêm vào tại vì theo như mình dự đoán thì game này chắc chắn sẽ ra thêm chức năng PvP, và mình sẽ đánh giá có việc trend quái ha. Xếp hàng thì mình sẽ đánh giá nó theo 4 mức độ, tại vì nó có 4 class đơn giản thôi. Tổng kết thì mình sẽ để ở cuối video cho anh em so sánh một lúc luôn ha. Bắt đầu với mạng sinh tồn, trong cả 4 class về việc farm thì mình đánh giá cao qua kiểu chiến binh á, cho nên nó sẽ gây sát thương AOE với việc gây sát thương ở những mục tiêu không quá xa. Anh em có thể so sánh giữa việc farm một đám quái với farm từng con là hiểu tại sao em nó mạnh ở trong cái việc farm này rồi ha. Đối với phần sinh tồn thì không có gì ngoài healer rồi, skill nào cũng là heal hết thì không thành vấn đề với việc train quái rồi. Không nhanh chứ trụi sân với cover team là hơi bị tốt, tại vì mình chơi class này nữa mình nói hơi quá đáng sử dụng. Một trong ba class khác là pháp sư, skill của nó là stun, mặc dù nó chỉ có đơn mục tiêu nhưng nó cũng sẽ giúp cho em này sinh tồn lâu hơn. Đến với việc kéo quái, trừ con qua, ba class còn lại cái nào cũng kéo quái ok hết, tại vì nó đánh ở tầm xa. Đây chỉ là những thông số hiện tại ở những level đầu thôi, chứ còn khi mà anh em đã đạt level cao có những skill mới đam AOE các kiểu thì cái tốc độ farm thì chắc nó cũng sẽ xem nhau thôi, không có quá nhiều khác biệt. Chuyển đến mạng PvP thì chúng ta sau này chắc kiểu gì cũng sẽ mở ra chế độ PvP thôi. Hai con mình cảm thấy nó sẽ mạnh mẽ và chắc chắn là nó mạnh ở trong việc PvP là con sim với quick. Skill của cả hai con này nó đều có stun và dồn sát thương ở đa mục tiêu nữa. Còn qua với healer thì nó sẽ không PvP bằng hai class kia được, tại vì nó là đam AOE với lại heal, nên là việc dồn sát thương không kịp là chim cút luôn. Đã có PvP rồi thì chúng ta sẽ có thêm PvP đội. Đây là thời khắc mà healer làm việc ha. Ba con kia thì tùy cách phối hợp của anh em với team thôi, còn healer là cần thiết, tại vì hiện tại chưa có cái item thực phẩm nào để heal máu, theo mình biết nó là như vậy, cho nên anh em bắt buộc phải sử dụng healer để có thể duy trì giao tranh rồi. Ok, đây là thông tin anh em có thể xem xét để chọn phù hợp với phong cách nào của anh em ha. Ok, sắp tới thì mình sẽ có ra thêm video về game này để có thêm video mới cho anh em. Chúc mình xin một like và sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.